colors changing. Mommy mixed color. Nên mẹ coi coi đâu phải. Đâu phải. Nó nói mẹ ơi, cái quần của con nó đổi màu. Đâu phải đổi màu, đâu phải cái quần nó đổi màu. Tại vì khi cái quần khô và cái quần ướt thì hai cái màu nó khác nhau, giống như cái áo này nè. Khi mà nó khô á là nó màu này, khi mà nó ướt á là nó màu này. Cái quần này đó nó vậy với luôn, chứ ở đâu mà có quần con mà làm như là hả chi chơi mới chơi chút xíu làm bể bong bóng rồi, uổng không? Nhưng mà bong bóng nữa đâu, thổi hết bóng rồi. Giờ là đồ tự nhiên đi vô lục cái bộ đồ ra già ra đồ mặt nè cô chú nè. Trời đó coi, để chiếc xe đi làm chi cho nó ướt cái xe rồi đây nè. Hả, ướt cái xe rồi đây nè. Vô lấy khăn lau. Không có còn thổi được nữa đâu, con làm bể rồi sao thổi? Mà another one. Đâu còn đâu, mai mẹ mua. Can you put some water? Đã bể rồi. It's popped, right? Where's the hole? Thôi bỏ đi, đi chơi khác đi. Chơi khác đi. Ba nó ra là màu dặn lên cho nó cái này nè đó, để cho nó chơi dọc nước vậy đó cô chú. Mùa hè mà. Chơi cho đã đời ngoài trời đi chứ ngồi rú rú nhà chi. Mùa đông đó rú nhà đủ rồi đúng không cô chú? Cô chú coi mùa đờ thôi được làm vậy. Dơ, không làm vậy. Mà cái ghế ướt vậy mà cũng ngồi luôn hả? Bữa nay biết chạy xe đạp thương ghê không? Ray à, mày biết chạy xe đạp nữa. Ray à, thường thường ta chạy thúc thúc chứ ai chạy xe đạp. No, pretend đúng rồi, cái chiếc xe mẹ nó ướt quần mà cãi. Đó, cái quần nó magic với nó đổi màu luôn kìa, cái ghê không? Ngồi lên nước là nó đổi thành màu đó luôn, hay không? Đúng là chỉ có đồ Ray à mới vậy thôi chứ còn đồ thường là đâu có. Trời. À, ngồi đó ngồi chi vậy? What? Hả? Xin lý do ngồi đó làm chi vậy? Đâu có. Không, tự động lấy. Rồi, xe đạp chạy nhảy xuống sông đi xe đạp ơi. Chết xe đạp nhảy xuống sông luôn. Trời ơi, đó giờ ngồi đó, ngồi dọc nước đó. Đó. Như vậy là dọc nước nè. Thôi mẹ không muốn ngồi đó đâu, mày chọn cái chỗ khô mẹ ngồi nè, thấy không? À, sao mà tại sao dọc nước không mặc đồ thường dọc? Không mặc cái đồ bơi dọc đi lim. Chạy, ở chân con có con gì kìa chạy, cái chân con có con gì kìa, bên trái. Con gì đây nè, đây nè. Không, cái đó là cái lá thôi chứ không phải con gì hết đó. Mày nói nghe nè, chuẩn bị dọc nước thì cởi cái áo vest của Raya ra. Cái áo đó mà dính nước một cái là mẹ nó hư áo liền. Bỏ lên thảm cỏ, đừng để đúng trúng nước. Bỏ lên thảm cỏ, dục mạnh qua thảm cỏ. Chết rồi, dính nước rồi. Dục mạnh qua thảm cỏ. Con mà làm hư cái bộ đồ đó là mẹ không có mua lại bộ đồ khác đâu chứ còn đừng... Trời ơi, con nó làm cái gì kìa. Chạy, mẹ tao đập nghe chạy. Bỏ đi, chụp lên nè. Bỏ nó đi, chút nữa chạy đem vô nhà. Không, cái đó mà hư là mẹ không muốn mua cái nào nữa. Chơi là phải biết giữ đồ chơi. Tiền bạc ở đâu mà làm pha phí lãng phí vậy. Không mua nữa, một bộ này một bộ một thôi. Con biết cái bộ này tốn bao nhiêu tiền không? Mắc tiền lắm chứ phải đâu phải đơn giản cái bộ này đâu mà mua hết bộ này tới bộ kia mày không có tiền đâu. Tiền là để dễ dành cho học hành, cho những việc quan trọng chứ không có những việc phí lãng vậy. Ba mở nước lên để cho con chơi, nhưng mà đâu phải con mặc cái bộ đồ chơi đâu. Bộ con mặc đồ chơi thì con mặc cái, con tính con dọc nước thì con phải mặc đồ bơi chứ. Rồi nó nói mẹ lần sau đừng có mở nước lên nữa, nó ướt. Tự nhiên vô thay bộ đồ ra à, ra đây ngồi dọc nước. Làm sao? Không, hết tiền rồi, không có còn tiền bạc gì đâu nữa. Tiền để học hành chứ không có phải mua ba đồ xàm xí xí đó. Wash this in the house. À, giờ bây giờ là cái này là đem giặt. Nó nói là mẹ cái bộ đồ này mẹ giặt cho mẹ đem vô nhà mẹ giặt đi mẹ. Con nhà đủ tuổi rồi, mà mốt mà đủ cỡ chừng 6 tuổi cái là mẹ cho giặt đồ liền. Cái máy giặt dễ lắm, bỏ đồ dơ vô, bấm nhúc vô giặt đồ. 6 tuổi là bắt giặt đồ liền. Cao hơn chút 7 tuổi là bắt đứng lên tập rửa chén. Cái đâu có mà cái gì mà cũng sẵn sàng vậy. Phòng mình là phải tự dọn, đồ mình phải tự giặt. Chưa quen, 7 tuổi là mẹ bắt làm hết á, đừng có lo.
sống, có cái cuộc sống mà sống cho nó sung sướng, mẹ với ba làm hết đâu, không phải tự làm, ok? Mà bà mẹ biết chay sẽ là người sẽ rất là tốt để tự làm mấy cái đó. Cái mẹ ba không có phục vụ đâu. Còn muốn ăn trứng phải không? Tự động đi ra chiên trứng ăn. Muốn ăn nước tương tự động xịt vô. Rồi đứt chiên nước. Vậy mấy anh dịch này lộng hành cái gì vậy? Đi ra dọc nước chay. Đi ra cái cầu này dọc nước nè, đi đây. Đi đây. Để kể cho cô chú nghe, hôm qua Ngọc Bi bước ra cái cầu này, trời công nhận ở dưới cái tấm đà này là nhiều rắn. Cô chú, ở dưới cái tấm đan này nè, Ngọc nói là một ổ rắn ở dưới, đảm bảo với cô chú luôn. Từ rắn lớn cho tới rắn nhỏ là nó nằm ở dưới cái tấm đan này nè. Tôi nói hôm qua đi ra hả, nguyên một cái con rắn bự chả ba lửa, màu nâu. Đây nè, nó ngồi cái đầu nó ngay chỗ này nè. Đó, nó ngay chỗ đầu nó ngồi bự lắm. Bự hơn cái con hồi đó Ngọc quay cho cô chú coi cho nhiều lắm. Nè, đó nè, nó ở dưới cái tấm đan này nè. Đó, nguyên cái tấm đan này mà dở ra là một ổ rắn ở dưới, rắn nước không à. Đó, mà mình đi vậy là nó sợ, nó mới dám ra. Mà ở dưới đây là toàn rắn không à. Rắn dữ lắm, rắn ở dưới á. Trời ơi, hôm qua Ngọc đang đi cần ngơ, Ngọc nó giống như là đang vừa đi mà vừa thổi sáo vậy đó. Tao nói nó ngóc cái đầu lên một cái Ngọc sợ hả, Ngọc sợ rắn dữ lắm. Ngọc có thích rắn. Chạy bơi đi chạy. Bơi không con? Bơi nè, ngồi xuống đây, ngồi bỏ chân xuống dọc nước, ngồi đây nè. Bỏ chân xuống dọc nước lại lên. À, con muốn lấy cái súng đó hả? À, mẹ con muốn mày bỏ camera đây phải không? Thôi bỏ đây đi, rồi mẹ với con chưa bắn súng nước phải không? Ok. Khùng không? Trời tự nhiên thấy. Đừng có xịt chú camera nha, ướt camera. Chút, khoan để mày coi có tiền. Bắn đi. Ủa bắn gì không trúng gì vậy? Trời ơi bắn cùi bắp quá. Bắn chưa? Bắn chưa? Trời ơi nó có bắn được gì đâu trời. Yeah. Shoot together. Okay, shoot together. I got water. Còn lấy nước thêm đi. Muốn lại đây, muốn lại đây. Muốn lại đây. Lâu quá, lâu nè. Mommy in the water. Okay, rồi.
bưởi. Sao chậm quá bà, bắn chậm quá. Kéo nước lên đã rồi, nặng quá không cầm lên không nổi. Thằng đây à, mát quá. Bắn đi, bắn mẹ đi. Bắn, bắn đôi dép khủng quá. Đây là đôi dép khủng nè. Trời ơi, nó bắn lên đầu tôi luôn. Bắn lên đầu hả bưởi? Bắn ngay nách nè, bắn ngay nách nè. Bắn ngay đứt nè. Sao con làm gì lâu quá. Rồi bắn mẹ đi, bắn mẹ đi. Vừa thôi chứ còn nặng quá con làm nổi. Rồi thôi nửa cây thôi. Chạy với bưởi. Mày hả bưởi. Anh mới nói câu mày hả bưởi. Trời ơi nước đảo quá chạy. Ai du ký. Chết cha. Ok. Dây. Thôi thôi đừng có châm, dưới rắn không á. Đi. Trời ơi, đó hai mẹ con còn đánh đời không cô chung. Gớm quá trời. Cái gì vậy? Dạ coi cô chú coi hai mẹ con nè. Không, mẹ có khăn đâu, coi vợ bị ốp. Đi, chạy vô lại lên.
Có trận không? Vậy mà còn nhảy đó, vậy mà còn nhảy với nhúng nữa. Trận, trận. Ba trận. Để lên. Ba trận. Rồi, đẩy xe đạp vô, đẩy xe đạp vô. Nó mất xe đạp. Nó giỡn chứ hả, xe đạp có để đó sao? Thế sao, xe đạp đó mà có để tháng này qua tháng nọ cũng không mất nữa. Ok, đi. Ok. Wow, hai mẹ con quá rảnh luôn, thôi đi vô nhà tắm rửa thay đồ nha. Rồi đi xuống, đi xuống, đi xuống. Yeah, what were you dipping in there? Was it the pocky stick? No, eggs. Huh? Eggs. Eggs. Gì con nhúng con nhúng trứng vô cái sữa sô cô la hả? Uh-huh. Ngon không? Uh-huh. Ngon hả? And it tastes like chocolate. Bà đúng rồi, thì con nhúng trứng vô sữa sô cô la thì phải nó phải cái mùi của sô cô la chứ. Rakabula. Ừ, rakabula đó là gọi là sô cô la đó. Mẹ muốn nó mà. Thôi mày coi coi. Bây giờ nè, bây giờ. Nó nghe nè. Rồi, đây nè, đã đi. Xong chưa? Nãy giờ nó ngay dễ sợ luôn nè, đã đi. She's really like a lot. She has a lot of sense of humor. Oh. Yeah. She know how to joke. She know how to make people laugh. And đúng không con? Đúng không? Có tính cà giỡn, cà giỡn, cà rỡn, rỡn như mẹ phải không? Ăn không? Ăn chuối không mày bẻ ra? Cái gì vậy? Bu bà là gì? Thôi ngồi vậy chuẩn bị tinh thần đi trời nè. Con thấy cái áo này không con chay? Đây nè. Áo mẹ mua đẹp dễ sợ không? Bây giờ con vẽ, con ấy, con làm đồ hết trơn. Rồi con ăn cheese, con quẹt vô cái áo á hả? Tại sao con lại làm như vậy? No, I don't want to go. I'm fine. Honey, it's time to end the video. Mà tại sao con lại làm như vậy? Con ăn cheese rồi con trét vô cái áo, con vẽ hư cái áo của mẹ. Mẹ mua cái áo tốn biết bao nhiêu tiền. Mà tiền mẹ làm ra nó khó khăn, nó cực khổ biết mấy luôn. Mà con chơi, con phá đồ vậy đó. Nè, cái này, cái bộ đồ này, cô này tặng. Cô này tặng bộ đồ này là đi học gymnastic là đẹp lắm này, chơi nè. Không có bị lòi cái quần ở đây, cái này bộ đồ này nó đúng rồi. Tuyệt vời luôn rồi. Đi thay đồ. Thôi nè vậy, ngồi ăn đi, đừng có cài rỡn nữa, hết giờ này. What time is it? It's 9:30. Rồi, dậy lên, ngồi dậy. Không biết luôn á. Ăn lẹ đi chứ còn mà con đi học cho tới hả? Cái 12. Cái đó là cái đó là cái đuôi của trái chuối á. Cái đó là cái phần mà đuôi của trái chuối đó con, cứ ăn đi con, không sao hết. À, vậy nè, mày cắn ra mà, mày cắn đây cho, để mày cắn đây. Rồi, ok. Mommy, I don't like this. I want the butter. Đó, đâu ba đầm đó. No, I want. Ủa, đâu còn cái gì nữa đâu. Đừng kiếm chuyện nha, kiếm chuyện là bị đập. Ồ, con này phải không? Ok. Rồi, ok. Rồi, ăn đi. Con này thiệt cái hướng. I see you. Đồ rồi, nói vậy. Ăn đi, ăn lẹ lên, để cho mình học tới 12 giờ là đố đố mèo đâu á. Bây giờ con muốn mẹ chở con đi hay ba chở? Để mẹ biết mẹ chuẩn bị nha. Mom, remember the girl that she was walking alone and her parents won't let her. Lẹ đây. Something. Thôi, hãy nghỉ chơi với con trai này đi cô chú ơi, con này nó lâu quá. No. Ngon chưa? Ăn xong. Down, all the way down, more stronger.
I can't sit down on it because then I'll just be on the ground. Can I ride a bike with them? I don't know. Can you? Bye, I'm sliding down. You're so slow. Whoa, how do you go down this one, JD? Hey, look at this. Oh, that's pretty cool. Can you climb up in here? It's for littles. Dad, can I please? Yeah, you can run around with them if you want. I'm going to go sit back down, okay?